Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Chúc một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay tại vườn nhà em có giới thiệu cho cô chú anh chị xem ba cây bông trang, một cây đỏ lá chung, một cây vàng lá chung và một cây vàng lá nhỏ để cô chú anh chị tham khảo giao lưu. Nếu có thấy thích thì gọi cho em số điện thoại là 0949 592929, cũng là số Zalo của em luôn. Và nhân tiện thì em cũng có giới thiệu cho cô chú anh chị ít keo liền da để xem cô chú anh chị có thấy thích thì xài. Đây là keo Mỹ Tiến nhưng mà em đã về pha trộn theo cái công thức riêng á, xài thì thấy nó cũng ok lắm. Và cuối clip thì em có để một số cái hình ảnh về một số cây mà em đã sử dụng cho cô chú anh chị xem. Rồi, nếu thấy thích thì liên lạc với em. Đây em xin giới thiệu đầu tiên là cây bông trang đỏ lá chung, đỏ cà rốt ha, mà nó có trong đó lẫn có đỏ nhung nữa, đỏ đậm nữa. Đây nè, nó đang chuẩn bị có bông nhiều lắm. Đây là một bụi, đây xa xa nó như vậy. Nó mấy cái mấy, em có bó lại một số thân để tính làm cái dù, bó lại cho nó gọn hết nhưng mà không có thời gian, cho nên bây giờ quay lên có cô chú anh chị nào thích thì mình giao lưu. Đây là nguyên cái bụi nó, đây những cái bụi đặc của nó đây này, dạng trăm con ngàn cháo. Đó, nó khoảng ba mấy 40 thân á, ba mấy 40 thân. Thì đây này, em sử dụng keo của em là nó kéo vậy nè, mấy cái mặt cắt đó nó kéo vậy nè, nó tạo nó mau kéo theo với tạo xù đặc biệt. Đây này, về mình bó thân lại chặt ha, mình chơi cái tàn dù cũng thôi, mình thả ra mình chơi, thả ra thì nó bung ra nhiều lắm, nó bung tàn ra lớn cũng khá lớn các cô chú anh chị. Đó, ở trên đó thì đang chuẩn bị cho bông nhiều lắm. Đây nè, em bó mấy cái thân lại nè. Tính bó cho gọn lại làm cái dù mà chưa có thời gian để làm. Rồi, nhờ thằng em đo, em chạy vô đo giùm anh cái đâu chiều cao nó khoảng nhiêu rồi, cho cô chú anh chị dễ hình dung là chiều cao hết thước còn dư khúc nó khoảng 2 mét đó cô chú anh chị. Chiều cao 2 mét, chiều ngang luôn đâu, chiều ngang cũng hơn 2 mét, chiều ngang cũng khoảng 2 mét cô chú anh chị. Rồi em đo tổng cái hoành giùm anh cái, tổng cái bụi này nó khoảng nhiêu đây? Dạ 104. 104 thẳng thước luôn ha. Để dạ. để thước đó đi em ơi. Chiều cao là một, tổng hoành là 1 mét đó cô chú anh chị ơi. Hơn mét, mình tính mét thôi. Thẳng thước luôn là 1 mét. Rồi. Em đo cái thân đại diện luôn rồi đâu. Thân đại diện thì nó có thân, mấy thân lớn thì nó nằm dính với nhau bên này nè, không có đo được. Mình dạ, đo thân này có 13. Thân đại diện khoảng 13. Nói chung nó cũng có nhỏ có lớn hết trơn cô chú anh chị ơi. Khoảng 7, 8, 9, 10, 13, 15 đó. Nhưng mà cái này được cái là nó đặc, nó gom cây, nguyên bụi gom cây chứ không có rời ha. Cũng khá là đặc. Đặc kẹo thì không không có. Rồi em đo cái thoát thân giùm ngươi đô ơi. Dạ. Thoát thân Thoát thân là cỡ 94. 94 ha. Khoảng 90 á cô chú anh chị ơi, thoát thân lên khoảng 90. Mình muốn cho nó thoát nữa thì mình tỉa mấy cái nhánh nhỏ thôi. Để ở trên mình làm cái dù. Đó. Này thì đang ra nụ ra bông nhiều lắm, ở trên này đang ra bông. Chưa có chỗ.
Rồi. Một cái bụi trang đỏ lá chung đặc. Đây trên này đang chi chích bông luôn. Rồi cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá là 5,5 triệu. 5,5 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn, không bao chậu ha. Này thì em chỉ bó bầu rồi bó nguyên cái thân này lại cho cô chú anh chị thôi, chứ không có bao chậu. 5,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị ủng hộ em thì gọi số điện thoại là 0949592929, cũng là số Zalo luôn. Rất mong được sự ủng hộ. Và tiếp theo là cây số 2, là cây trang vàng lá chung. Đây là vàng lá chung, đang có bông rực rỡ luôn cô chú anh chị. Cây này già cây lắm à. Cây này dáng siêu ha. Nó có nguyên một, cũng là nguyên một cụm lên, một cụm đặt. Rồi em vô đo cái chiều cao cái đi đâu rồi, để lát nữa anh vô cái đế sao. Tổng cao đó là như từ mặt chậu lên là hết thước, là hết thước 1,5 m, mình tính 1,5 m đó ha. 1,5 m cao, cái tàn ngang luôn em ơi. Tàn ngang luôn. Ừ. Em đứng phía sau cũng được. Rồi tàn ngang là cũng 1,5 m đi cô chú anh chị, hơn 1,5 m, mình tính 1,5 m đi. Tàn ngang 1,5 m. Rồi em đo cái thoát thân luôn rồi đâu ơi. Thoát thân từ mặt chậu lên nè. Thoát thân của nó là 97. Thoát thân 97 ha. Rồi đây cô chú anh chị ơi, cây nó già lắm, nứt da me hết trơn. Cái này là tàn riêng ha, tàn đặc riêng luôn. Đây. Nếu mà tháo thằng này ra là nó thành một cây một cốt nè. Nhưng mà mình để cho nó đầy. Đó, đế nó đây. Trong đế nó cũng bỏ đều nhưng mà nó không được đều đế. Bỏ đều các hướng nhưng mà có cộng thì nhỏ, cộng lớn. Thân thì già nứt. Gồm 11 thân. Rồi em đo cái thân đại diện cái đâu. Đo nhiều về thân cũng được đó. Dạ thân này là cỡ 10. 10. À nó khoảng 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12 cô chú anh chị ơi. Đây. Cái tàn xương của nó đây. Em quay kỹ cho cô chú anh chị xem. Xương riêng luôn. Rồi cái này về mình có thể để chơi tự nhiên cũng vậy cũng được, mà mình vô dây mình bẻ theo ý cũng được luôn, bẻ bung ra theo ý cũng được luôn. Tàn đặc luôn. Rồi thì cây vàng lá chung này em giao lưu với cô chú anh chị và các bạn là 5,5 triệu. 5,5 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn mà không ship chậu cô chú anh chị. Nếu mà gần thì
gần cỡ khoảng 200 km thì em giao chậu được, còn xa nữa thì cái này thì chỉ bó bậu thôi, đảm bảo là cây sống khỏe luôn. 5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Một cây vàng nói chung rất là đẹp. Cây này già cây lâu năm. Cây vàng số 2 giao lưu giá là 5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo em xin mời cô chú anh chị đến với cây số 3, là một cây trang vàng lá nhỏ. Rồi vô sang dòng đôi, sang dòng đi em đứng phía sau á, đứng phía sau xây cho vậy. Rồi xây nhanh nhanh chút đi. Cái này thì cái cây này cái phong tàn rớt, cái gọng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này em mới làm lại khoảng hơn 2 tháng, cây đảm bảo sống khỏe, vô chậu thường chậu 2 tháng. Rồi xây đi em, xây đi. Đó, hai mặt nhìn đều có duyên hết ha. Rồi cho cái thông số luôn đi đâu ơi. Chiều cao đi em, tổng cao nó là bao nhiêu đây? Tổng cao của nó là 83. Tổng cao là 83, rồi chiều ngang. Ngang là 107. Ngang mình tính mét thôi. Rồi. Cái thoát thân nó lên nhiêu vậy em? Nó thoát thân lên ngay cái chỗ cao nhất của cái này nè là nhiêu đây? Ừ. Dạ là 59. Thoát thân là 59 của chú anh chị ơi. Rồi thoát thân tới cành thấp nhất là bao nhiêu em? Là 30. Thoát thân tới cành thấp nhất là 30 của chú anh chị. Rồi đo cái tàn ngang luôn. Cái tàn, đúng rồi. Cái tàn ngang của nó là 43. Tàn ngang là 43. Rồi cho dòng nó đi em, để anh vô coi cái đế. Rồi hai mặt đều như đẹp hết trơn cô chú anh chị, đều có duyên hết ha. Thuần chậu khoảng 2 tháng rồi. Nó ra đợt bông này, đợt thứ hai luôn đó. Nè nó rụng bông nè. Bông nó ra rộ á, lúc mà rộ thì em đang có công việc. Rồi. Rồi em cho cái hoành nó cái đôi. Dạ cái hoành. Ngay vị trí này là nhiêu đây? Em đo sát cổ đế đi, sát ở dưới chút nữa mình đo nhiều vị trí đi cho dễ hình dung. 16. 16 ha. Rồi, trên này là 10 hơn 13 xíu. Tính 13 đi. Sát cổ đế là 16, khúc trên đó là 10. Là cỡ hơn 10. Trên này là 10. Rồi. Cây thì nó giót nhỏ dần lên của chú anh chị. Rồi em dựng lại cho thấy cái chiều ngang cái đâu. Rồi, dừng. Đây cô chú anh chị, tàn nữa đây. Thì mới vô dây nhưng mà nó đã lên khá là dày tàn rồi. Vàng lá nhỏ ha, cây này già cây lắm á. Da xù xì sần sùi hết trơn. Đây, cái củ nó cũng khá viên, nó nằm lượn lắc. Hợp với cái dáng này luôn. Rồi xây qua cho thấy mặt bên kia cái nữa đây em. Rồi em dừng cái đó. Ở đây nó có cái mặt cắt cô chú anh chị, cho thấy rõ luôn. Nhưng mà em đã tha keo rồi ha. Này khỏe luôn, nó kéo lại gần liền hết luôn anh. Rồi dừng ngay đây đi. Đây mặt bên đây đây. Vô cái chậu hộc xoài, em đo cái chậu giùm anh cái đó. Chiều dài của chậu là nhiêu đây? Chiều dài của chậu khoảng 65. Không phải 65 đâu, lộn thước rồi đó. Lật lại. Giờ là 80. Dạ, 80. Rồi chiều ngang. Chậu này chắc là chậu 80 55 cô chú anh chị ơi. Ngang là 55. Chậu 80 55, chậu dễ hộc xoài. Chậu đẹp luôn. Giả đá có hoa văn luôn. Em quay vòng chậu luôn đâu. Rồi
Rồi. Rồi, cái này vừa vừa cây vừa chậu luôn. Em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 4 triệu, bao ship 200 km. Cô chú anh chị nào yêu thích thì xin vui lòng gọi số 0949 592929 nè, cũng là số Zalo của em luôn. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. 4 triệu em bao ship 200 km. Cây trang vàng lá nhỏ rất là đẹp. Dạ. Dạ rồi đây, thì tiếp theo em có giới thiệu cho cô chú anh chị ít hộp keo. Cái này là keo Mỹ Tiến ha, nhưng mà đã em đã pha trộn theo cái công thức riêng rồi. Này thì đặc biệt là mau liền sẹo và tạo xù. Và nó đặc biệt nó dành cho những cái vết vết thẹo cũ. Những cái vết thẹo cũ mà bị lì á cô chú anh chị thì mình vét ra lại, sau mình tha keo lại. Còn đối với những cái vết thẹo mới á, thì mình tha mỏng thôi. Thì nó thích hợp với kim quýt, rồi mai, trang, đặc biệt là trang, kim quýt, mai, rồi cần thăng, linh sam. Thì em bán một hộp là 120k, bao ship toàn quốc luôn. Nếu mà lấy số lượng nhiều thì có giảm lại. Thí dụ lấy 5 hộp thì là 110k, lấy 10 hộp là 100k. Thì bao ship toàn quốc. Nếu mà cô chú anh chị cứ xài thử, nếu không hiệu quả em sẽ bồi thường gấp đôi, đảm bảo. Và cuối clip thì em có để một số hình ảnh mà em đã xài cho những cái cây mai, rồi bông trang, nguyệt quế, để cô chú anh chị xem đó. Nếu có thấy thích thì gọi em. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip, và hẹn gặp lại trong những clip báo giá tiếp theo.